theo ngày tháng theo đời hoa. Cụ nãy là hồi diễn mấy đứa nhỏ đó là họ bán vé số, sáng mình gặp mình tính mua rồi, nhưng mà thấy ông kia mua rồi thôi, hình như là bỏ bán hết rồi, giờ phải về. Nhớ thấy bà cụ rồi, nhớ tới bà già, nhớ tới mẹ tôi, người hiền hậu. Ở tuổi đó rồi còn phải đi bán vé số, người thấy bà cũng khỏe. Cụ ơi, chắc cũng vô 80 thăm hoài. Ở đây cũng là một cái khu du lịch tâm linh của An Giang. Núi Cô Tô và núi Phụng Hoàng Sơn. Bây giờ ở đây cũng có xây cách tùm lum la. Con đường chỗ này ở đây cũng có mấy ông câu cá. Con nằm về đi dưới giờ, đi cái bè dưới giờ, ở trong hồ làm gì lắm. Cầu cá không còn nhớ, không còn thương, ta nằm im trên bên đường. Đi xe ôm lên nhưng mà tới về thì ta loại bỏ về. Cái hồ này là hồ Suối Vàng, còn gọi là hồ Sài So. Có cầu bắt ra, có mấy người đẹp. Bữa nào cũng phải lên trên này, lên trên này một chuyến mới được. Chứ ở đây hồi chưa từng lên đây. Tiếng đó là tiếng mấy chiếc xe nó chạy lên trên núi. Ở đây thì chỉ có cái cầu chỗ này là lên hình là coi được.
đi lang thang trên đồi vắng, đồng xanh mát mắt luôn, cho tâm hồn hết âu sầu, không còn nhớ, không còn thương. Trên núi nè, nó có người ta xây nhà, cái đường này nó chạy lên tuốt trên đỉnh núi luôn, nó có xe, mấy chiếc xe ôm á, ta đưa người đi lên, họ đi lên thì đi bận lên từ 40, bận về là 30. Nói vậy chứ chú ở đây chú cũng chưa lên, tại cái đường nó lên nó hơi nguy hiểm, nó dốc nó cao quá đó. Rồi mình ngồi ở phía sau tụt tụt, chú đi lần lên tới nó có một khúc rồi chú thấy cao quá chú không dám đi nữa. Chú quay chú làm tư liệu đi. Đâu có, chú ở đây nè, chú đi quay vòng chơi. Chú làm để trên YouTube nét đẹp quá không. Chú có quay tụi con đó, chút chiều tối thấy tụi con. Tụi con ở đâu vô vậy? Con Cần Thơ qua. Cần Thơ à? Dân Cần Thơ, dân Cần Thơ vô đây cũng đông à. Dạ. Giờ đi tới đâu rồi? Dạ, sáng giờ con mới chạy tới đây. Ở đây vậy? Này cây xanh à. Trái không? Trái này trái cành à. Cà na này để gió ngâm muối. Tích lúa nó lớn lắm. Con này là giống quay à. Hai bên là lúa. Ra sao mới có một cái nhà. Mấy cái nhà này là mấy cái trại. Mấy cái trại đã làm lúa. Xe máy cày hả gì? Mà để xe máy cày. Chắc ra làm cỏ không? Tâm hồn
còn thương bóng người xưa quên về cũ. Không còn một là cấy, hai là làm cỏ. Mối tình xưa qua mẹ bà. Kiểu này là nhổ cỏ hoặc cỏ dại. Nó học lớp mấy rồi? À, năm sau là vô lớp 2 rồi nha. Vậy chứ có biết chữ hơi hơi rồi. Đó. Đó không biết chữ như con lên lớn rồi mà làm như lên. Mùa vú sữa nè. Nó có một nguyên một bịch vú sữa luôn. Quá đã. Con nguyên bịch vú sữa đàng ha, không để cho mẹ ăn được chứ. Vô mẹ đi. Mẹ đi ha. Dạ, đi ăn. Ờ, lúc này đã mua cho mắt. Mua ký, nhiêu vậy? Cái này có 5 ngàn, bữa nay tới nhiêu đó mà 15 ngàn. Có chỗ nó bán 20. Dạ mà, nhưng cái nuôi gì bị bán chỗ rồi mà. Mà 20 mình trả giá nó 15 ngàn nó mua, à, nó bán rồi. Mà, yeah. Mà đi lâu lâu mua cho nó ăn, không có sữa rồi, đang nhìn thèm, gặp việc rồi chứ. Mùa này là bắt đầu vú sữa, bắt đầu nhiều rồi. Mùa xài khỏi mua. Lên nhà nó có gì à, còn mà cái dê để ở ngoài.